Thúy Nhi và Phương Ni xin mến chào tất cả quý vị của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Và sau đây là phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp. Hậu bầu cử Pháp và Le Pen sẽ thay máu đảng mặt trận dân tộc. Cựu Tổng thống Obama nhận giải thưởng người can đảm John Kennedy. Hoa Kỳ Jordan bắt đầu cuộc tập trận chung Eagle Lion. Chính quyền Cộng sản tổ chức đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam. Và sau đây là phần mở đầu tin thế giới với số nhân viên chuyên nghiệp. Ông Emmanuel Macron vào hôm ngày 7 tháng 5 đã được bầu làm Tổng thống Pháp, đánh bại nửa đối thủ là Marine Le Pen với khoảng cách biệt lớn. Reuters dẫn dự đoán kết quả của cử tri rời phòng phiếu cho biết, như vậy ít lâu sau khi cuộc bầu cử vòng 2 kết thúc. Theo đó, ứng cử viên ủng hộ hội nhập của châu Âu giành được khoảng 65,2% số phiếu, trong khi đối thủ từng đe dọa đưa Pháp rời Liên hiệp châu Âu giành được 34,8% phiếu. Phát biểu sau khi chiến thắng, ông Macron nói rằng một trang mới đã mở ra trong lịch sử Pháp. Tôi muốn nó là một trang của sự hy vọng và niềm tin. Ông nói bầu cử này được cho là có thể quyết định liệu nước Pháp tiếp tục con đường toàn cầu hóa hay sẽ rẽ sang con đường mới tách khỏi Liên hiệp châu Âu. Ông Macron chủ trương kiên định ủng hộ EU nhưng cũng nói ông muốn thấy có các cải cách để làm cho tổ chức này trở nên dân chủ hơn. Ông đã cảnh báo rằng nếu EU cứ tiếp tục vận hành như hiện nay sẽ dẫn đến Brexit, tức là việc nước Pháp rút khỏi EU giống nước Anh. Theo các quan chức cho hay, số người đi bỏ phiếu tính đến giữa trưa ngày 7 tháng 5 cho trên cả nước thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm 2012, đạt mức 28%. Kính thưa quý vị, người dân tiếp tục biểu tình phản đối Tổng thống Maduro tại Venezuela. Hàng trăm phụ nữ mặc đồ trắng đã tuần hành ở thủ đô Caracas, tiếp tục làn sóng biểu tình chống Tổng thống Nicolas Maduro kéo dài suốt một tháng qua. Những người tham dự cuộc tuần hành do các nhà lập pháp và các thủ lĩnh đối lập dẫn đầu đi bộ với nội vụ để phản đối việc đàn áp biểu tình tháng trước khi những người phản đối bị lực lượng an ninh xịt hơi cay. Cảnh sát chống bạo loạn đã ngăn những người biểu tình tiến bộ trên. Tin cho hay đã xảy ra các vụ đụng độ giữa người phản đối với cảnh sát ở Caracas. Người biểu tình yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử cấp bang bị trì hoãn lâu nay, cũng như tiến hành sớm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm sau. Các cuộc biểu tình chống tổng thống Venezuela cũng diễn ra tại một số thành phố khác. Một cuộc tuần hành của phụ nữ diễn ra 2 ngày sau khi một thanh niên bị bắn vào đầu trong khi xảy ra đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Vụ tử vong mới nhất đó nâng số người chết trong năm tuần qua lên 38 người, hơn 700 người khác bị thương. Trung Quốc tuyên bố sẽ siết chặt các quy định về Internet, nhất là tăng cường kiểm soát các công cụ tìm kiếm các cổng thông tin. Theo Reuters, đây là bước đi mới nhất của Tập Cận Bình, người đang cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong nỗ lực duy trì kiểm soát nội dung trên Internet của Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin Anh đưa tin rằng họ tập trung coi chủ quyền trên mạng của Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch tăng cường an ninh. Họ tập cũng được cho là tái khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản trong việc giới hạn các hướng dẫn việc thảo luận trên mạng. Tập Cận Bình từng tuyên bố rõ ràng, truyền thông cần phải tuân theo đường lối của Đảng và tuân thủ các hướng dẫn đúng đắn về quan điểm của công chúng và thúc đẩy tuyên truyền tích cực. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh hiện tăng cường kiểm soát Internet, trong đó có việc chặn các trang như Google hay Facebook. Kính thưa quý vị, hơn 500 di dân được cứu trên Địa Trung Hải. Theo Proactiva Open Arms, một tổ chức phi chính phủ chuyên cứu nạn người di cư trên biển có trụ sở Barcelona, tức Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến sáng ngày 7 tháng 5, một trong các tàu cứu hộ của họ là Golfo Azuro đã cứu được 514 người di cư gặp nguy hiểm trên biển. Những người này đi trên nhiều thuyền nhỏ bằng gỗ và cao su, đang cố vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu, thời điểm được phát hiện tàu của họ đang nguy cơ bị chìm.
Laura Lazuna, người phát ngôn của Proactiva Open Arms cho biết những người được cứu là người tị nạn đang tìm cách chạy trốn cuộc nội chiến Syria. Ngoài ra còn có người tị nạn từ tiểu vùng Sahara, châu Phi, họ khởi hành từ Libya, hiện những người được cứu đang được đưa đến một bến cảng ở Ý. Theo AP, tàu Golfo Azzurro từng là tàu cá, hiện đang tham gia đội tàu cứu hộ phi chính phủ phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Ý vào ngày 6 tháng 5. Một tàu khu trục của Hải quân Tây Ban Nha cũng đã cứu 651 người di cư ngoài khơi ở bờ biển Libya. Hàng năm, hàng trăm ngàn người nhập cư và người tị nạn đã tìm cách vượt biển Địa Trung Hải với hy vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu. Nhưng hàng chục ngàn người đã chết trên hành trình này khi trên các con tàu cũ kỹ và quá tải của bọn buôn người. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tức UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế tức IOM cho biết năm ngoái, số người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải tăng lên mức kỷ lục 5.000 người, tăng gần 25% so với năm trước đó. Ứng viên Le Pen đã thừa nhận thất bại trong cuộc chạy đua vào Điện Élysée, nhưng khẳng định sẽ thay máu Đảng Mặt trận Dân tộc để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 năm 2017. Phát biểu trước những người ủng hộ sau bầu cử, bà Le Pen khẳng định cử tri Pháp vẫn sẽ đối mặt với cùng một sự lựa chọn, những người yêu nước hay những kẻ theo chủ nghĩa toàn cầu. Vào tháng sau, Đảng Mặt trận Dân tộc phải làm mới chính mình để trỗi dậy trước cơ hội lịch sử này và đáp lại sự kỳ vọng của nhân dân Pháp. Tôi sẽ đề nghị chuyển đổi sâu rộng phong trào của chúng tôi nhằm tạo ra một thế lực chính trị, bà Le Pen tuyên bố. Việc cải tổ có thể bao gồm cả việc đổi tên đảng. Bà Le Pen dù không chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng nó cũng được coi là thắng lợi cho Đảng Mặt trận Dân tộc khi đem về cho đảng này số phiếu bầu nhiều chưa từng có. Kính thưa quý vị, Nigeria, Boko Haram thả các nữ sinh bị bắt cóc cách đây 3 năm. Một nhóm nữ sinh ở thị trấn Chibok, miền nam Nigeria, hôm ngày 7 tháng 5, đã về tới thủ đô Abuja sau 3 năm bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc. Trước đó, chính quyền Nigeria thông báo giải cứu được 82 nữ sinh sau khi đồng ý thả một số tù nhân là người của Boko Haram. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari gửi lời cảm ơn Thụy Sĩ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vì đã hỗ trợ giải thoát những cô gái này. Họ nằm trong số hàng trăm nạn nhân trong vụ bắt cóc chấn động cộng đồng quốc tế vào tháng 4 năm 2014. Thời điểm đó, các tay súng Boko Haram đã tấn công ký túc xá trong khuôn viên trường trung học nội trú ở Chibok vào ban đêm và bắt đi khoảng 270 nữ sinh. Hơn 20 cô gái được thả vào khoảng tháng 10 năm 2016, theo thỏa thuận do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế dàn xếp. Những người khác đã trốn thoát hoặc giải cứu, nhưng hiện vẫn còn khoảng 113 người đang mất tích. Thủ lĩnh IS tại Afghanistan bị tiêu diệt. Tên Abdul Hasib là mục tiêu của cuộc đột kích vào ngày 26 tháng 4 tại tỉnh Nangarhar về phía đông thủ đô Kabul dọc biên giới Pakistan. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên ngũ giác đài là Jeff Davis thông báo Hasbis bị cho là đã thiệt mạng. Cái chết của hắn được xác nhận chính thức vào ngày 7 tháng 5 bởi lực lượng Mỹ Afghanistan. Hasib bị cáo buộc chỉ huy các tay súng chặt đầu những người cao tuổi ở địa phương trước mặt gia đình họ, ra lệnh bắt cóc phụ nữ rồi ép họ cưới các thành viên IS và điều khiển cuộc tấn công nhắm vào bệnh viện Kabul vào ngày 8 tháng 3. Khiến hơn 100 người Afghanistan bị thiệt mạng và bị thương. Đây là thủ lĩnh IS thứ hai mà chúng tôi đã tiêu diệt trong 9 tháng. Hoạt động hợp tác thành công này là một bước quan trọng khác trong chiến dịch không ngừng của chúng tôi để đánh bại IS ở Afghanistan trong năm 2017. Đó là những lời của Thủ tướng John Nicholson, tư lệnh của lực lượng Mỹ Afghanistan. Đánh bại IS là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Vào tháng trước, Hoa Kỳ đã thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay vào hệ thống hang động và đường hầm của IS tại tỉnh Nangarhar, tiêu diệt 94 tay súng, trong đó bao gồm 4 tư lệnh IS. Ngũ giác đài cho biết có nhất 35 tay súng IS và nhiều thủ lĩnh cấp cao khác trong tổ chức cũng thiệt mạng trong cuộc đột kích này. Bắc Hàn kêu gọi chấm dứt đối đầu với Nam Hàn. Mối quan hệ bi kịch Nam và Bắc Hàn như ngày hôm nay là do các nhóm bảo thủ đã cầm quyền trong 10 năm xây dựng nên. Họ đã khôi phục thời kỳ đối đầu này và tối đa hóa với sự
kình địch quân sự giữa hai quốc gia có cùng chủng tộc. Tờ Rodong Sumum của Bắc Hàn nói hôm ngày 8 tháng 5, người dân khao khát hòa bình của chúng tôi đã bị các nhóm nhà bảo thủ, những tín đồ của sự đối đầu, chà đạp một cách không thương tiếc lịch sử đối đầu liên triều do các nhóm bảo thủ dẫn dắt, nên đi đến hồi kết vào một kỷ nguyên mới của một sự thống nhất nên được mở ra trong sự hợp tác giữa chủng tộc chúng ta. Để chấm dứt đối đầu âm mưu thâu tóm quyền lực của các nhóm bảo thủ phải bị phá vỡ hoàn toàn. Theo Yonhap Nam Hàn, bài viết mới này của tờ báo Bắc Hàn phù hợp với việc nhiều lần Bắc Hàn nỗ lực gây ảnh hưởng tới bầu cử tổng thống ở Nam Hàn. Bình Nhưỡng đã đề cao cảnh giác với một chính quyền bảo thủ khác ở Nam Hàn. Trong một bài báo đăng khác trên tờ Rodong Sinmun hôm ngày 8 tháng 5, Bắc Hàn cũng công kích quyền tổng thống Hàn Quốc Kwang Kyo-an và những tuyên bố gần đây của ông nhấn mạnh với việc cần thiết tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. Những tuyên bố trên của Bình Nhưỡng đưa ra chỉ là một ngày trước khi người dân Nam Hàn chính thức đi bỏ phiếu bầu tổng thống thay thế bà Park Geun-hye, bị phế truất tổng thống hồi tháng 3 vì các cáo buộc tham nhũng. Cuộc thăm dò mới đây nhất cho thấy ông Moon Jae-in của đảng Dân Chủ là người có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong cuộc chạy đua tổng thống. Ủy ban Hòa bình của Myanmar, được gọi tắt là MPC, đang đàm phán về các thỏa thuận với các nhóm vũ trang không ký thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc NCA để các nhóm này có thể tham gia hội nghị Panglong thế kỷ 21 sắp diễn ra vào ngày 24 tháng 5 sắp tới. Trong một tuyên bố ra ngày 7 tháng 5, MPC cho biết cuộc đàm phán diễn ra ở thành phố Chiang Mai của Thái Lan thảo luận về các vấn đề do phái đoàn đàm phán chính trị DPN của các nhóm vũ trang đề xuất để các nhóm này có thể ký NCA. DPN gồm 7 nhóm vũ trang chưa ký NCA, đa số là tổ chức độc lập Kachin, được gọi tắt là KIO, Đảng Tiến bộ Dân tộc KYINI, được viết tắt là KNPP, và Đảng Nhà nước Trăng Non, NMSP. Chính phủ của cựu Tổng thống Yoon Tae Sin và 8 nhóm vũ trang, trong đó có Liên minh Dân tộc KYIN, được gọi tên là KNU, Đảng Tự do Arakan, được gọi tên là ELP, và Hội đồng Khôi phục Nhà nước Bangsan, RCSS, Quân đội Bangsan, SSA. Miền Nam đã ký NCA vào ngày 15 tháng 10 năm 2015. Hội nghị Panglong thế kỷ 21 lần thứ nhất đã được tổ chức vào hồi tháng 8 năm 2016 tại thủ đô Nay Pi Taw, 4 tháng sau khi chính phủ mới do Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD cầm quyền, lãnh đạo đất nước. Hội nghị Panglong thế kỷ 21 được coi là đối thoại mở đối với tất cả các nhóm vũ trang sắc tộc. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng ta sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Hoa Kỳ.